Bớt chảnh chó cho tao nha. Tại sao không cho tao xin số điện thoại? Bữa nay tao cho mày bầm dập bữa. Bớt chảnh chó lại nha con. Ê thằng kia. Vô. Vô. Wow wow wow. Mẹ nó xinh không mày? Lụm được hơi bị ngon á. Trời ơi, mấy kèo này tao lụm cái một chứ gì. Mấy nhỏ đẹp đẹp như gì, đại gia lo hết rồi. Không được mày đâu. Sao mày khi dễ tao vậy mày? Sao? Đĩa mà đeo chân hạt hả? Có đáng như mày đâu mày ơi. Bớt xem thường thằng bạn mày nha mày. Sao? Được cái độ không? Độ gì? Xin được in tư của nhỏ đó. In tư là sao? Là info đó cha. Info chứ gì? Info là gì? Là thông tin của người ta. Trời đất ơi, mày không biết sao được cô gái. Ý là bây giờ là tao xin được số điện thoại, địa chỉ nhà đúng không? Đúng rồi. Mày mà xin được, tao ba mày một chầu ăn thoải mái luôn. Rồi, chắc ăn là chầu ăn này mày trả tiền rồi. Nhưng nếu mày thua thì mày ở trần chạy 8 vòng khu này. Tao chạy 80 vòng cũng được nữa. Mày yên tâm đi, xưa nay giờ là tao cua đâu đổ đó. Trời, chốt kèo. Vô mày. Hello người đẹp. Em đi có một mình hả? Ừ. Có gì không anh? À, có thể nào cho anh ngồi kế bên em được không? Chỗ này một tí có bạn em tới ngồi rồi. Anh thông cảm nha. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Hoàng. Không biết là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Em tên Quyên. Tên Quyên đẹp quá ha em. Quyên ơi, anh thấy em dễ thương quá. Hay là cho anh xin số điện thoại được không? Em không có thói quen cho người lạ số điện thoại. Xin lỗi anh nha. Anh về bạn của anh đi, bạn đang đợi kìa. Thôi mà anh nghiêm túc á, cho anh xin số điện thoại đi. Thì em cũng nghiêm túc nói với anh là em không cho người lạ số điện thoại mà. Thôi anh ăn nghỉ á. Đi, đừng làm khó anh nha. Anh đừng làm khó em mới đúng. Anh nên về bạn ngồi đi, bạn đang đợi kìa. Dễ quen. Chào em nha. Qua xin số điện thoại. Xin số điện thoại em nhây, tao đi từ ngoài kia vô thấy đứng hơi bị lâu luôn á. Thì chắc người ta ghẹo mình thôi mà. Kêu món đi. Rồi mấy đứa kia đâu, chừng nào tới? Đang nhắn tin nè, chắc sắp rồi. Mấy cái này giờ dễ thương quá à. Tụi nó vốn dĩ là vậy mà. Em, anh đang nghỉ nãy giờ luôn á, cho anh xin số điện thoại đi. Anh này kỳ ghê á. Tôi đã nói là tôi không cho mà. Sao anh phiền vậy? Tránh ra đi. Có số điện thoại thôi, làm gì căng với em. Cái này không phải là căng, mà là anh phiền, anh hiểu không? Tránh ra giùm cái. Tao không tránh ra đâu, mày làm gì tao. Ê, thằng kia. Người ta đã nói không cho rồi, mà sao mày cứ đi theo mày lải nhải hoài vậy? Mày có tự trọng không? Ừ? Mày muốn cái gì? Chuyện của tao. Mày xen ra hoài vậy? Tao, tao thích xen đó. Tao chừng tao đó. Ghê vậy. Thôi, bỏ đi, sao mà hung dữ quá vậy? Hung dữ cái gì? Tao bảo vệ mày đó. Rồi giờ có ăn không? Thì chỗ đi. Đứng lại mày. Bớt chảnh chó cho tao nha. Tại sao không cho tao xin số điện thoại? Anh nói chuyện gì ngộ vậy? Mắc mới gì tôi phải cho anh? Tao nói cho mày biết nha. Xưa nay vậy, tao xin số điện thoại là phải cho. Anh mắc cười quá vậy. Anh là ai mà tôi phải cho số điện thoại? Bây giờ tôi không thích cho anh làm gì tôi. Mày thích không? Đi theo tao. Nè, cái anh kia, tôi báo công an đó nha, bỏ ra. Bữa nay tao cho mày bầm dập bữa. Bớt chảnh chó lại nha con. Ê thằng kia. Tao thấy mày hơi lì rồi đó. Hồi nãy Quyên nó không cản tao là tao đập mày một trận ở trong nhà hàng rồi. Tao không muốn rùm beng ở trong nhà hàng của người ta. Mà lần này mày ra đây thì mày xui rồi. Mày thích đập không? Hả? Thích không? Thôi em. Sao? Thôi. Đừng mà. Hả? Nè, mày bỏ cái thói đó đi nha. Một lần nữa thì đừng trách tại sao tao ác nha. Mày khá lắm. Nhớ cái mặt tao nha. Tao sẽ nhớ rất rõ. Tao chưa bỏ qua đâu. Tao chờ. Biến. Sao? Không. Về, đứng đây chi nữa. Đi. Em coi trong cái khu vực này, kiểm tra kỹ kỹ giùm anh nha. Đừng để mấy tình trạng xảy ra nữa. Ê, tao tìm mày sáng giờ thì ra là mày ở đây. Mày ngon lắm. Sao nữa đây?
Muốn ăn đấm nữa hả? Cái câu muốn ăn đấm mày là tao hỏi mày á. Mày bỏ cái tật bố láo đi. Bữa nay tao cho mày sống dở chết dở. Ghê vậy. Mày buông tao ra. Thả tao ra. Sao? Bây giờ thằng nào sống dở chết dở hả? Mày thả tao đâu chưa? Mày muốn làm gì tao? Không muốn làm gì cả. Làm gì thì tao cũng đã làm rồi. Tao chỉ muốn nói mày một câu thôi. Nè, sống bớt bố láo, không hách lại đi. Xin số điện thoại người ta không cho thì thôi. Chặn đường đánh người ta trong khi người ta là con gái. Mày về mặc cái váy vô đi, thằng đàn bà. Tao thích vậy đó, kệ tao. À, thích vậy. Thích vậy. Tao đã nói là tao không muốn làm gì mày nữa mà. Sao mày cứ thích tao vậy? Ép tao quá vậy. Đây là lần cuối. Tao không muốn thấy trường hợp này xảy ra một lần nào nữa. Tao mà thấy mày ăn hiếp con gái hay mày làm gì phụ nữ một lần nào nữa thì đừng trách phải sao tao ác nha. Anh ơi, em biết lỗi sai của em rồi, anh bỏ qua giùm em nha. Sẽ có người theo dõi mày và sẽ có người kiểm tra mày hàng ngày. Nếu mà mày còn tái phạm thì thôi, tao không nói nữa. Dạ, em không dám đâu. Biết. Dạ. Đi em. Bữa nay tao cho mày sống dở chết dở. Ghê vậy. Thích vậy. Ôi, sao mà cái miệng xui dữ vậy ta. Nói sáng đánh răng rồi mà thầy. Nói xe hư là bể bánh xe liền luôn à. Xe này vẫn về gần tới nhà rồi mà sao xui dữ vậy. Mà dẫn con này đi biết chừng nào về tới nhà chắc sụi tay luôn quá. Ủa? Hên quá, có tiệm sửa xe. Bị sao anh chạy? Kiểm tra bánh trước của tôi nha, cán đinh rồi. Cán đinh hả? Ừ. Rồi ngồi đợi tôi xíu, tôi coi cho. Dạ, xe này cũng hư dữ à. Rồi, không ổn rồi anh ơi. Sao vậy? Cái đinh nó to quá nè, nó cán, nó quấy nè. Tét cái lỗ chà bá luôn. Cái này là bây giờ mình phải tháo bánh mình giá ép nha. Chứ giá lụi là anh đi không được đâu. Giá ép đi cho nó chắc cú. Ừ, thôi anh giá anh tôi đi. Rồi ok, đưa tháo bánh rồi tôi giá ép luôn cho. Giá xong. Rồi. Xong rồi đó anh. Xong chưa? Rồi. Nhiêu vậy anh trai? Rồi, tổng cộng là 1 triệu nha. Cái gì? Giá một lỗ mà 1 triệu? Dạ, trời có gì đâu mà anh bất ngờ. Cái lỗ nó to cỡ này mà có 1 triệu bạc mà làm gì thấy ghê vậy? Ờ, anh nghĩ sao vậy anh? Người ta giá xe có mấy chục ngàn, cùng lắm là 100 ngàn. Nghĩ sao anh giá một lỗ 1 triệu bạc? Trời ơi, mấy chục ngàn, 100 ngàn là ba cái xe nhỏ, xe phổ thông ngoài đường kìa. Anh đi mô tô phân khối lớn cỡ này, tét to chứ phải nhỏ đâu. Tôi lấy có 1 triệu là ít mà, cái gì đâu mà anh cằn nhằn dữ vậy? Như vậy bây giờ là gần Tết, vật giá nó leo thang rồi, cái tiền sửa xe nó cũng phải leo theo chứ. Leo thang cái gì mà leo thang? Anh leo cái gì mà một phát một nó tới ngọn cây dữ vậy? Làm cái gì mà cũng có chuyện mà giá một lỗ 1 triệu bạc? Anh tìm hết cái đường rồi đi, coi có chỗ nào chịu mà sửa cái xe này được cho anh không. Tôi sửa cho anh là anh quý lắm rồi đó, chứ đó mà anh nói này nói nọ nữa. Thế nhìn sang trọng rồi đi xe ngon lành vậy mà không có 1 triệu trả tôi. Rồi giá thí cho đó, đi đi. Không, không cần lấy tiền đâu, đi đi. Nè, coi như xui đi. Nè. Rồi, cảm ơn nha. Đi cẩn thận rồi chứ cái đường này nó vắng lắm đó. Sáng ra gặp chủ nhân. Cẩn thận nha anh trai. Ngon lành.